được là một phụ huynh của khóa 53 trường Trần. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi được đồng hành cùng lớp A6 của khóa 53, một khóa học rất đặc biệt, thi tuyển sinh đầu vào với 9 môn học và trải qua mấy mùa Covid gian nan vất vả. Nhưng dưới sự lãnh đạo đầy tâm huyết và trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, cùng lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các con, cô tin các con sẽ vượt vũ môn thành công và góp phần tạo lên một mốc son trong trang sử vàng của nhà trường. Chúc các con vượt vũ môn thành công, chúc các con tự tin vững bước trên mọi nẻo đường nha. Chào các bạn. Có một câu nói rất hay rằng nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc một chặng đường 12 năm vất vả và bắt đầu một chặng đường mới nơi tương lai đang chào đón các bạn phía trước. Vượt vũ môn, 2K3 dê vàng, cố lên. Con gái à, bố biết rằng là những ngày qua con đã rất vất vả để tập trung cho việc ôn và thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia. Bố biết với con đây là những áp lực hết sức là nặng nề. Nhưng tuy nhiên, bố nghĩ rằng con sẽ vượt qua được tất cả và bố tin tưởng rằng con sẽ làm được điều đó. Thời gian này con tính bằng ngày, bằng giờ. Trong cuộc chạy đua đầy cam go như thế này, các con không được phép dừng lại mà phải quyết tâm chiến thắng với bản thân mình. Cánh cửa đại học luôn rộng mở để chào đón các con. Thay mặt các bậc phụ huynh lớp 12A11, chúc các con sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, thực hiện được ước mơ của mình. Bố mẹ sẽ luôn là những người bạn đồng hành cùng các con trên mọi nẻo đường. Chúc các con thành công. Chào các con, sắp đến ngày thi rồi. Bác chúc các con vững chí, bền lòng, làm bài thi tốt, mang về vinh quang, cố lên. Xin chào các anh chị K53. Như em được biết, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang cận kề. Em xin được gửi tới các anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất, những may mắn và động lực để các anh chị có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này một cách thật xuất sắc và đạt được những kết quả như mình mong muốn. Xin chào các anh chị K53. Các anh chị sắp phải bước vào một kỳ thi vô cùng quan trọng. Kỳ thi đánh dấu sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn của mỗi con người. Em xin kính chúc các anh chị có một kỳ thi thật thành công, đạt được số điểm mình mong muốn, đỗ được ngôi trường mình yêu thích để vang danh trường Trần đi khắp mọi miền Tổ quốc. Chào anh chị, em là Trần Lan, học lớp 11A9. Hôm nay em muốn gửi đến các anh chị K53 của trường Trần một lời chúc trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Chúc các anh chị thật bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt. Em chúc các anh chị có một kỳ thi thật thành công và như ý. Em xin cảm ơn. Vậy là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, chuyến bay mang tên thi tốt nghiệp sẽ cất cánh. Đề nghị tất cả các hành khách của chiếc máy bay mang mã số K53 Trần Hưng Đạo hãy kiểm tra lại hành trang, kiến thức, tâm lý thật vững vàng. Cùng với một chút may mắn và sự tự tin, chiếc máy bay sẽ đáp cánh xuống hòn đảo xanh của sự thành công. Hãy ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc để có một sức khỏe thật tốt. Em mong các anh chị khối 12 sẽ đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới và đạt nguyện vọng 1 nhé. Thầy cô rất mong nghe em. Uống đủ nước. Ăn nhiều trái cây. Thức dậy đúng giờ. Tinh thần thoải mái. Trí tuệ khai minh. Không được lo lắng. Bình tĩnh vào phòng. Tuôn trào cảm xúc. We wish all you confidence and success. Mang về vinh quang. Thành công không bao giờ là định mệnh. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì và nỗ lực không ngừng. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Bạn bè bên thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè,
nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay